tức là cái tù ngục nó nằm ở dưới cái lòng đất,
thường là chúng ta hay nói là địa ngục ông phụ, tức là nằm ở dưới lòng đất, tức là dưới cái lớp đất này từ nhỏ, hay là thường là cũng quan niệm là như vậy, tức là địa ngục là thường người ta chỉ nghĩ đến là địa ngục ở cái cõi sâu dưới lòng đất này đó, gọi là cõi địa ngục của ông phụ. Và nơi đó thì gồm có 12 tầng địa ngục, thì cái đó là tụng kinh Địa Tạng thì chúng ta thấy diễn đạt rất là rõ. Theo cái triết lý của Phật giáo thì địa ngục tức là 106 cõi luân hồi. Trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thì địa ngục là 106 cõi luân hồi, và là 103 cái cõi xấu ác, tức là 3 cái đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mặc dù là 6 cõi nhưng mà chia làm 2, tức là 3 cái cõi trời, người, A-tu-la là tương đối còn có cái đau khổ, có cái đau vui lẫn lộn, có cái đau khổ, có cái hạnh phúc. Còn riêng ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục là 6 ác, nhất là địa ngục là cái còn 6 ác nhất, chỉ có cái khổ đau, tột cùng của khổ đau mà không có cái niềm vui, gọi là địa ngục. Và địa ngục thì chúng ta biết là không chỉ là cái địa ngục ở cái cảnh giới gọi là âm phủ ở cái đời sau có địa ngục, và địa ngục rất là nhiều cái loại địa ngục. Địa ngục về trần gian cũng có địa ngục, địa ngục trong cái tâm mình cũng là địa ngục, tức là có ba cái loại địa ngục căn bản. Và ba địa ngục đó như thế nào thì như đây thì chúng ta sẽ làm được, sẽ phân tích cái này sẽ rõ hơn. Trong phẩm này thì có 14 câu kệ, 14 câu kệ tức là nói lên cái nghiệp xấu ác, cái nghiệp nhân xấu ác sẽ đưa đến quả khổ đau ở trong địa ngục. Câu kệ đầu tiên là 306. Nói láo đọa địa ngục, có là nói không làm, cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ liệt. Nói láo đọa địa ngục, có là nói không làm, cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ liệt. Cái câu pháp cú này Đức Phật nói với một cái nguyên nhân, tức là một cái duyên sự mà Đức Phật nói cái câu pháp cú này. Đó là bây giờ Đức Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Viên cùng với chư tăng rất là đông. Thì bây giờ bọn ngoại đạo, tức là một cái nhóm ngoại đạo có cái tâm đố kỵ với Đức Phật, với tăng đoàn. Bởi vì trước kia thì khi Đức Phật chưa xuất hiện thì dân ở cái vùng đó thì họ theo cái ngoại đạo và họ cúng dường, họ phụng sự cho những cái tôn giáo ngoại đạo đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật đến lập cái Tinh Xá Kỳ Viên ở cái nơi đó rồi thì cái ánh sáng trí tuệ của Đức Phật nó nổi bật, và cái chân lý của Đức Phật nó nổi bật, thì những cái tôn giáo khác nó bị lu mờ đi. Giống như là một cái ngọn đèn lớn thì bây giờ những con đốm đốm thì nó bị mờ đi. Do đó mà những cái tôn giáo khác không có được cái sự tín ngưỡng của dân cái vùng đó, không có được cái sự cúng dường, phụng dưỡng. Và cái danh tiếng thì cái tâm đố kỵ của ngoại đạo đó, họ đối với Đức Phật thì họ cho rằng Đức Phật như là cái đối thủ của họ, làm cho họ mất đi cái quyền lợi, cái uy tín, cái danh dự của cái trong cái xã hội thời bấy giờ. Cho nên họ tìm mọi cách mà để họ hạ Đức Phật cũng như là tăng đoàn, họ làm giảm mất đi cái uy tín để không còn ai nghe theo tin theo nữa. Do đó mà họ tìm mọi cách. Thì bây giờ có một cái người nữ cũng ngoại đạo tên là Tôn Đà Ly. Một cái người nữ Tôn Đà Lị. Thì cái người nữ ngoại đạo này thì cũng có nhan sắc cũng khá đẹp,
và bà ta cũng tình nguyện cùng với cái nhóm ngoại đạo đó mà bôi nhọ, bêu xấu đánh đòn cũng như là Đức Phật, thì tìm cách là bây giờ làm cái cô ngoại đạo này hàng ngày đi vô ra kinh sáng giả như là một người Phật tử bình thường, cũng đi vào nghe pháp rồi lễ Phật tín ngưỡng bình thường, và cô ở lại trong đó, thường là cô về thức trễ như vậy. Thì người ta hỏi thì cô lại vu khống lên là cô nói là cô ở trong đó và cô ngủ trong cái hương pháp của Đức Cồ Đàm, tức là Đức Phật. Thì như vậy thì để mọi người nghi ngờ là cái đường đi đến bước của cô là thường tới lui là cái nơi tinh sáng của Đức Phật ở. Và một hôm thì ngoại đạo họ cấu kết với nhau, họ thuê những cái người mà những cái đảng phái mà giết người thuê đó, giết cái cô này và ném xác ở trong cái vườn của tinh sáng địa viên. Và khi mà cái xác của cô giết và ném ở trong cái vườn như vậy thì ở ngoài người ta tung hô lên, người ta truy tìm, người ta đến tìm và cho rằng cô này mất tích. Và thì họ cũng đã ăn rơ với nhau, họ đã cấu kết với nhau thì tìm ra thì cô này thường hay đi đâu về đâu. Thì người ta nói là thời gian cần ra là cô này hay đi vô ra tinh xá kỳ viên và thường ở trong cái hương pháp của Đức Phật, theo như lời của cô nói như vậy. Thì người ta mới cho người đi vào trong tinh xá kỳ viên và lột xót hết trong tinh xá. Lột xót trong tinh xá thì từ trong hương pháp cho đến ngoài vườn thì thấy cái xác của cô nằm ở ngoài vườn, thì họ hô quán lên là Đức Phật và Thánh Đoàn đã giết cái cô này vì một cái lý do nào đó, và vì cái sự xấu xa cái hành động gì đó cho nên đã giết cái cô này để mà mình triệt đi cái nguyên nhân xấu xa đó. Thì bây giờ thì họ cũng tay trong tay ngoài với nhau, thì họ đưa xác của cô này đi khắp thành phố bây giờ và reo lên là Đức Cồ Đàm và Tăng Đoàn đệ tử Đức Cồ Đàm đã làm một cái việc như vậy, đã hãm hiếp cô gái rồi là giết để mà việc mối cái cô gái này. Thì đi reo khắp hết trong cái thời bây giờ thì quần chúng bây giờ đang lúc tin tưởng Đức Phật và Tăng Đoàn như vậy, thì bây giờ họ cũng sụp đổ hết cái niềm tin. Họ thấy quá là thực tế rồi, thì cô gái hàng ngày mà thường đi vô ở trong tinh xá, và bây giờ thì cái xác chết trong tinh xá thì đâu có ai vô nữa, thì khẳng định cho Đức Phật và Thanh Đoàn là cái thủ phạm. Cho nên thì khi ra như vậy thì ai cũng muốn hướng về tinh xá và cũng thất vọng và những cái lời bị bán, những thậm chí là những cái lời chửi rủa mắng giết đủ thứ hết. Thì Đức Phật đã biết về Đức Phật bảo trong tinh xá thì các ông hãy bình tĩnh, chỉ trong 7 ngày sự việc này sẽ sáng tỏ, sẽ mọi tiếng tâm sẽ im lặng và nó sẽ chuyển một cái hướng khác. Thì Đức Phật với cái tuệ nhãn thì là biết cái căn cơ nó như vậy, và cũng đúng như vậy. Thì khi mà bên ngoài đòn rổ lên rồi chửi mắng hạ lị Đức Phật và Tăng Đoàn như vậy, thì bây giờ là vua ở cái nước này, thì đối với ông là một cái vị vua anh minh, cho nên ông không có tin cái điều này xảy ra trong cái tinh xá kỳ viên như vậy. Cho nên ông cho thám tử đi dò tìm cái nguyên nhân của cái vụ án này. Thì khi thám tử của nhà vua sang thì đi tìm, thì bây giờ thì những cái người mà giết thuê giết mướn đó, thì họ nhận một số tiền rất là hậu hỷ và họ ăn nhậu với nhau. Thì họ khi mà có được tiền rồi thì họ chủ trương ăn nhậu, thì bây giờ thì họ say xỉn, thì họ tự khai tự nói ra đó. Thì những người thân tử của nhà vua xe đi đó thì họ lấy được cái thông tin đó, thì họ về báo với nhà vua là cái sự việc không phải như vậy, và cái người mà giết cái người nữ ngoại đạo này thì đó là một cái nhóm người khác, không phải là trong Tăng Đoàn. Thì nhà vua cho lệnh bắt những cái người này và đem về tra tấn.
thì khi ra tấm và thì những người đề khai ra thì họ chỉ là cái tay sai nên họ nhận tiền, và cái người chủ mua đó là cái bọn ngoại đạo, họ đã làm sai khiến họ như vậy. Thì bây giờ nhà vua sai bắt hết những cái bọn ngoại đạo đó và đem về và xử phạt đúng theo cái luật của bây giờ, tức là giết người là phải đền mạng, tức là phải tử hình. Và trước khi hình phạt như vậy thì vua bắt là những người bỏ đạo này phải đi ra rất là trong dân chúng, rất là Đức Bồ Đàm và tăng đoàn đệ tử Đức Bồ Đàm không phải là cái người giết cô gái, mà chính là chúng tôi là người giết cô gái, hãy đi ra rất là như vậy để lấy sự công bằng cho Đức Phật. Thì họ phải làm đúng như vậy. Khi làm xong rồi thì về và chịu cái pháp luật của nhà vua cái thời đó. Và theo cái Phật nhà Đức Phật biết thì cái cô gái này khi chết và đọa vào địa ngục, và những cái người mà ác tâm hại Đức Phật và Thánh Đoàn như vậy khi bị cái hành hình của vua thì cũng phải chịu cái cực hình và chết cũng đọa địa ngục. Cho nên nói rằng là nói láo đọa địa ngục, có làm nói không làm, có làm tức là có giết giết cái cô gái đó mà nói là con giết, và cả hai chết đồng hành, tức là cái cô gái cũng chết và cái người mà chủ mưu giết cô gái đó cũng chết, cũng đồng như nhau hết, và là người cái nghiệp hạ đình, tức là cái người mà đi vu oan vu khống với người khác, cái người đó là phải quá tầm thường, quá là hạ đình, không phải là đối thủ của Đức Phật. Nếu mà đối thủ của nhau thì mình phải xưng phải là đối diện, mình có cách nào đó mình phải lý luận như thế nào, không có thể mà mình làm những cái việc mà quá tồi hạ liệt như vậy. Cho nên là vì dân chúng nó khinh thường, nó coi thường, cho nên là người cũng là cái gì hạ liệt. Như vậy thì chúng ta thấy là địa ngục, thứ nhất là cái địa ngục ở một cái cảnh giới như là chúng ta thường nghe là tức là địa ngục âm phủ, tức là một cảnh giới mà bỏ cái thân này qua đời sau sinh vào đó, thì đó là cái địa ngục có thật. Như là trong kinh Đại Thừa hay là trong kinh Liên Ca Giang thì Đức Phật cũng đều đề cập đến địa ngục là một trong sáu cõi luân hồi là có thật cảnh địa ngục. Hình như trong kinh Địa Tạng diễn tả, hay là ở đây mà Phật tử nào mà về Việt Nam đi đến cái chỗ Xuân Tiên đó, cũng rất là hay. Đó là cái về cái kiến trúc, cái văn hóa của Phật giáo, nó có cái tính giáo dục rất là cao. Nhìn vào là thấy, mà nhìn vào là khỏi còn suy nghĩ cũng hiểu được, thấy được. Như là đi mình đi vào trong đó là 12 cửa ngục, rồi thì mỗi cửa ngục nó hành hình như thế nào, thì đó là căn cứ từ kinh Địa Tạng mà họ làm ra cái kiến trúc rất là hay. Chúng tôi cũng được biết là cái Xuân Tiên đó là cũng từ một cái người Phật tử, và họ có cái phước báo có được cái vật chất giàu có mà họ lập lên cái Xuân Tiên như vậy. Thì 12 cái cửa ngục trong đó thì cũng giống như là diễn đạt trong kinh Địa Tạng, và cái đó là cái điều thực. Trong kinh Di Ca Gia Đức Phật cũng đã đề cập, và kinh Đại Thừa cũng đề cập, thì giống như là trong kinh Địa Tạng diễn tả là cái cõi địa ngục là có thật ở một cảnh giới nào đó, trong cái là như cái lòng đất gọi là âm phủ, thì mình đang nói để đi đến mường tượng thôi. Nhưng mà nhiều khi thì nó là địa ngục, nó là vô hình, nhiều khi nó ở bên chúng ta, nhưng mà với cái nhục nhãn và vô chúng ta là chúng ta không thấy được. Nhưng mà nếu cái người mà tạo cái nghiệp ác thì khi bỏ thân này thì sẽ thân sanh vào đó, thì sẽ có cái nơi đó mà một cái cõi mà để tái sinh vào đó. Nhưng mà đối với Phật nhãn hay là có một cái thiên nhãn thì sẽ thấy được, nhưng mà đối với chúng ta thì không thấy được. Thì thứ nhất là cái cõi địa ngục, gọi là địa ngục ở âm phủ, và thứ hai là cái địa ngục ở trần gian. Thì chúng ta thấy là như những cái người này mà khi mà vô oan như vậy và phạm một cái tội chính là giết người nữa, thì bị vua bắt giam giữ và cũng hành hình, cũng tra tấn. Chúng ta thấy là cái thời nào cũng vậy, cũng có cái ngục tù
cái ngục tù chính trị hay là ngục tù mà phạm những cái tội là giết người hay là cướp của, vô những cái tù ngục đó là bị tra, bị khảo, bị đánh, thì đó là cái ngục của trần gian. Trong tâm là chỉ có cái chết thôi, sinh vào cái địa ngục của trần gian khác. Mà trần gian này nếu mà phạm pháp luật của quốc gia, của nhà nước thì cũng là bị vô đó, thì bị hành hình. Hồi mà chúng tôi thấy là có một cái người thanh niên mà họ vô chùa trong cái lúc mà hồi còn Việt Nam, mà họ vô chùa họ mới mở cửa chùa, họ định bưng cái thùng phước xương, thì lúc đó là chúng tôi sợ quá, thấy một cái người đàn ông ngồi đã khuya 1-2 giờ sáng rồi mà nhảy ra cái chùa như vậy, rồi mở cửa đi vô như vậy, thì lúc đó thì gọi Việt Nam ở đây thì cảnh sát, còn Việt Nam thì công an, cũng có cái công an mà an ninh bảo vệ ban đêm đó. Thì khi mà gọi thì cũng tất tất họ sẽ đến, họ đến liền rất là nhanh, họ đến và họ bắt, họ cầm tay cái cậu thanh niên đó. Mình nhìn thì thấy cũng ốm yếu thôi, họ biết sao một cái động cơ gì mà đi vô chùa ăn trộm như vậy. Thì khi mà cầm tay như vậy thì chưa có đưa về phường, về định độ tội hết, thì thấy là mấy người công an mà họ mang cái giày mà không biết cái giày gì mà có đường ong mà mình nói cái gì đó, giày giống như là giày bút hay giày đó, mà thấy họ đá, họ đạp vô trong ngực, thì thấy cái nhỏ nhiều cái là nó xỉu luôn. Thì mình đó một cái là hành hình để nhẹ, mà khi mà về nghe đó, nếu mà về mình vô trong đồ hay là vô trong trại thì người ta còn đánh nữa. Cho nên là cái địa ngục trần gian, tức là khi mà phạm cái tội thì người ta tràn cái địa ngục trần gian đó, tức là địa ngục khắp mọi nơi có nhiều cái lần địa ngục. Hình như là những cái người mà bỏ ngoại đạo này thì khi mà vu bắt như vậy thì hành hình với những cái luật pháp thời bây giờ thì cũng tra hàng, cũng đánh đập và cũng đem nó tử hình. Thì đó là cái địa ngục thứ hai. Và cái địa ngục thứ ba tức là cái lương tâm của mình, khi mà mình làm một cái gì nó sai trái, nó phạm pháp, phạm luật thì cái tâm mình luôn lo lắng, mình luôn sợ, thì đó cũng là cái địa ngục trong tâm của mình. Địa, cái tâm của mình cũng là địa, tức là cái tâm địa, và cái ngục tức là cái tù ngục nó sâu ở trong cái tâm của mình, cũng là một cái cảnh giới địa ngục. Như vậy thì cái điều nói dối là đòi địa ngục, tức là có làm nói không làm hay là không làm nói làm, thì cái điều này cũng là đòi địa ngục. Và cái đối với cái ba nghiệp của chúng ta là thân, vị, ý, là cái vị dễ tạo ra cái địa ngục rất là nhiều, tức là bệnh tùng khẩu nhập, họ tùng khẩu sanh. Cái vị nó tùy cái thân nó rất là nhiều. Chúng tôi thấy là như vừa rồi cũng có một cái danh nhân mà ở Việt Nam, bây giờ cái thời đại bây giờ công nghệ thì nó phổ biến khắp nơi, mình ngồi một cái an bán cái điện thoại trong tay là mình biết khắp thế giới. Còn mình là người Việt Nam cho nên là những cái tin tức Việt Nam nó hay nhảy vô. Thì cũng có một cái danh nhân, nữ danh nhân rất là thành đạt, thì bà ta cũng làm từ thiện rất là nhiều, nhưng mà cũng có cái nghiệp là cái miệng cũng nói lung tung đủ hết, và bà vu oan vu khống người này người kia, bà đem cái việc người này có hay không biết mà moi móc, thậm chí là nói đến các bậc tu sĩ nữa, nói cái bậc tu sĩ là các bậc tu trang nghiêm cao, là những cái người mà tu mà lơ mơ, và bà cũng đem ra, bà cũng moi móc, cũng nói đủ hết. Rồi cuối cùng rồi thì cũng đưa bà vô tù. Thì gần đây thì coi cái tin tức thì thấy bà cũng vô tù. Thì đó là cái nghiệp. Thì chúng ta biết là trong ba nghiệp mà nếu mà tạo 10 điều kiện thì cái nghiệp cũng đã hết 4 rồi, còn cái thân là 3, cái ý cũng 3, thì cái nghiệp nhiều hơn đúng không? Mà đến mà tạo thiện ác thì thập thiện nghiệp, thì đối là thập thiện ác, thì cái miệng
cũng là bố. Do đó mà cái miệng thì nó cũng rất là quan trọng. Nhiều khi mình tạo nên cái địa ngục của ông phủ địa ngục trần gian thì cái miệng cũng rất là quan trọng. Nó gồm có bốn, tức là nhiều hơn cả cái thân và cái tâm. Do đó mà chúng ta tu Phật tử thì chúng ta luôn giữ ba cái nghiệp, nhất là cái khẩu nghiệp của mình, mà cái khẩu nghiệp là nó cũng từ cái tâm. Thì trước hết chúng ta nên giữ cái tâm của mình để từng phát ra cái lời nói, thì đó là cái bài học cho chúng ta. Và tiếp đến là 307. Nhiều người có trà xa ác hạnh không nhiếp phục, người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Thì đây chúng ta thấy cũng vậy, nhiều người có trà xa ác hạnh không nhiếp phục, người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục. Thì đây thì người có trà xa đó là người xuất gia. Nhưng mà thực ra là cái người xuất gia là có cà sa. Nhưng mà có nhiều người có cà sa cũng phải là cái người xuất gia. Nó giống như là nó là cái người người học giỏi là điểm cao. Nhưng mà điểm cao không chính xác là học giỏi. Mình nói một hướng thì nó đúng, còn ngược lại là nhiều khi nó cũng có nhiều cái ngã rẽ. Thì đối với luật nhân quả, cái nghiệp báo thì nó bình đẳng, không phân biệt ai hết, dù cho tại gia, xuất gia. Xuất gia mà nếu tu hành mà chưa chứng được bậc A-la-hán, chưa chứng được quả vô sanh, mà tạo những cái nghiệp ác bất thiện thì vẫn là rõ. Như là những Phật tử hay là những người đời, thì đối với cái luật nhân quả hay là nghiệp báo nó bình đẳng, không có phân biệt ai hết. Nghèo giàu hay là thứ dân vua chúa quyền bi, tất cả khi mình tạo cái nghiệp nào thì có cái hậu quả của cái nghiệp nhân đã tạo. Cho nên cái người mà có ca sa mà không có nhiếp phục thì vẫn là đọa địa ngục, chuyện đó cũng rất là bình thường. Chưa nói thì cái thời đại bây giờ thì đồng vàng thâu lãnh đồ, nhiều khi cái người ta khóc ca sa nhưng mà không phải là người tu, nhiều khi là cũng có thể là họ lạm dụng về cái cuộc sống, cũng có thể là họ mượn chiếc áo họ phá đàn cũng có. Cho nên là Phật tử chúng ta cũng cần có cái chánh kiến, tức là mình có những người mà họ mượn chiếc áo này họ để họ phá Phật pháp rất là dễ. Khi mà mình không có chánh kiến, mình nhìn vô đó thì mình cứ mình cho rằng đó là vì thầy vì cô mà làm cái việc đó nó trái với cái Phật pháp như vậy. Nhưng mà cái thời bây giờ thì mà giả để Phật pháp rất là nhiều. Chúng tôi thấy trên YouTube có những cái không biết là thật hay là giả, nhưng mà tôi nghĩ là chắc là giả là đúng hơn. Nhiều có cái vị sư mà mặc đang đi rồi vô trong cái quán rồi nhậu, rồi có hai cô gái hai bên mà mặc đồ thiếu vải rồi thì ngồi là lắc lư qua lại, rồi cái đó là không phải là người tu. Đến từ tôi mà thật ra mà họ có muốn ăn chơi như vậy thì họ không có dạy gì mà họ mặc cái áo vàng như vậy. Cho nên là nhiều khi là nhìn vô như vậy thì mình nghĩ là người tu, nhưng mà thật ra đây là cái người phán, và mình là cái người Phật tử, mình nên có cái chánh kiến và mình nên bảo vệ. Có thể là mình sẽ loại trừ những cái hạng người như vậy để đạt cái sự trong sáng cho Phật pháp. Nên là bây giờ thấy như có cái ông thầy bên Việt Nam mà để cái bản là nhận thịt rắn, thịt sư tử, thịt là cá sấu gì đó hết á, thì nhìn vô là tưởng là cái vị tu, nhưng mà như là mấy tu có bên đó là cũng khẳng định ông này không phải là tu. Nhưng mà ông ta cũng lên là nghĩ ngơ ngang như vậy. Một cái thời đại bây giờ là cái thời đại công nghệ, cho nên
thảy một cái gì lên, bó một cái gì lên là cả thế giới đều biết hết. Cho nên là bây giờ thì người ta giả để mà vì cái hoàn cảnh cũng có, mà giả vì định pháp cũng có. Còn nếu mà thật như vậy mà không có nhiếp phụ và ác hạnh như vậy thì vẫn là rõ bình thường, bởi vì chưa chứng a la hán thì tất cả đều trong cái lục đạo hết. Trên lục đạo thì trong đó có cái địa ngục. Do đó mà cái câu pháp cú tiếp theo ở dưới là tốt hơn luốc hòn sắt cháy đỏ như lửa hồng, hơn ác giới vu lung ăn đồ ăn quốc đồ. Những cái người tu sĩ mà đến mà tu mà không trang nghiêm, mà không hồi hướng cái công đức thì vẫn là mắc đờ. Cái chuyện đó là một cái nói một cách mà công bằng trung thực như vậy, chứ mình không có bàn chuyện mà một cái sự thật như vậy. Và những cái người bây giờ, nhiều người thì họ cho rằng tu sĩ tức là thấy là được cung phụng, được cúng dường dễ dàng quá, rồi họ cũng lạm dụng họ để mà họ được nhận cái sự cúng dường của thế như vậy. Thì thật ra thì cái đó thì thà mà họ nuốt cái hòn sắt thì còn hơn là ác giới mà buông lung mà nhận như vậy. Bởi vì nuốt cái hòn sắt thì chỉ có tan chảy bị thiêu đốt cái thân này một đời thôi, nhưng mà không có nợ những cái đời sau, không có đọ vào địa ngục. Còn mà không phải là tu sĩ, hay là tu sĩ mà không trang nghiêm mà thọ nhận như vậy thì sẽ mắc nợ, và với cái tâm mà già lắm như vậy thì sẽ đọ vào cái địa ngục. Cho nên là cái người tu sĩ mà khi thọ nhận của cúng dường thì họ tiêu hóa được, bởi vì họ có cái phương pháp tu tập, họ đủ cái phước báo họ thọ nhận và họ hồi hướng như vậy thì cả hai đều có cái lợi ích. Tức là cái người tu sĩ thọ nhận họ có được cái sự trợ duyên, duy trì cái mạng sống, duy trì cái đời sống để tiếp tục làm lợi ích. Và cái người cúng dường cũng có cái phước báo, cái lợi ích, tức là mình gieo cái hạt giống đúng cái mảnh đất để nó phát triển lên. Còn nếu mà mình gieo cái hạt giống mà không có đúng nơi thì cái hạt giống mình nó sẽ chết. Giống như mình gieo ở trên đá hay là mình bỏ xuống nước thì hạt giống mình sẽ chết, nó không có phát triển. Giống như là cái câu chuyện mà ngài Thế Tông là Thế Điên Hòa Thượng, ngài là một cái vị tăng, một vị thánh tăng tu chính, và ngài bên ngoài thì ngài rất là xề xòa, không ai hiểu ngài là một cái vị thánh tăng. Thì một hôm nọ thì có một vị quan biết được cái tên là vị thánh tăng, cho nên là ông ta cũng thử cái vị thánh tăng này như thế nào. Nếu mà vị thánh tăng này biết mà đâu là cái vật thức ăn mà đến là sát sanh thì sẽ không ăn, còn đấy mà ăn thì tức là đây cũng là một cái vị phàm tăng bình thường. Cho nên ông làm hai con chim của con, ông ra ông tìm sao đó rất là ngon, rất là thơm, nghe diễn tả như vậy nhưng mà ông cũng chưa bị mùi, chứ mà nghe rất là tìm chi thì nó rất là thơm, ướp tẩm gia vị đó. Và bỏ một cái tiền là sai hai cái người lính cũng là cái người mà phụ tá đem đến cúng dường cho vị Thế Công này. Thì hai cái người lính này đi dọc đường không biết là cái gì trong này mà quan của mình đem biếu cho vị Thế Điên Hòa Thượng như vậy, nó tò mò mở ra coi. Thì khi mà mở ra coi thì thấy hai con chim ra bỏ song song ở trong đó, thì hai cái người là nó ngạc nhiên vì Thế Điên Hòa Thượng là có vị tu mà sao ăn con này được. Thôi bây giờ hai người mình ăn đi, rồi mình qua thì mình về mình đã dối, mình đã cúng rồi mình về, chắc cũng không hai người không có ra rồi mới nói chuyện qua lại đâu. Thì hai cái người này bắt đầu là tìm một cái nơi có cây cũng là lý tưởng ngồi, có cái chai rượu nữa, chai rượu cũng ngon nữa. thì hai người này đầu tiên có xé một cái cánh ăn rồi cũng nhắm cái rượu đó,
Nhưng mà khi mà ăn nửa chừng, ăn một cái cánh còn thiệt sợ. Nhiều khi thì cái vị hòa thượng này nói với cái vị quan của mình thì chưa có nhận được cái quà, thì hai chúng mình, hai người mình chắc là bay đầu. Thôi bây giờ tới ông đài mang đi tiếp. Thì khi mà mang đi tiếp thì quan là cúng dường cho ngài tới đi hòa thượng, thì ngài vẫn nhận bình thường. Rồi ngài đem theo để con gà thì ngài dỡ ra, ngài cũng thấy hai con chim vậy, thì ngài cũng muốn bình thường, ngài cũng gỡ từng con ngài ăn. Trong khi là hai người này cứ ngồi trố mắt mà nhìn, thì ngài ăn, ngài uống rượu bình thường. Thì ngài ăn xong rồi thì bắt đầu là ngài khạc ra. Thì một con chim mà ngài ăn nguyên vẹn thì ngài khạc ra thì nó đủ hai cái cánh và đủ lông thì nó chốc chốc chắc nó bay đi. Còn một cái con nữa thì ngài khạc ra, nhưng bây giờ nó có một cái cánh thiếu thiếu một cái cánh, cho nên là bắt đầu nó bay dập chặt mà nó bay không được. Cuối cùng thì bắt đầu là kiến nó đến, nó vui là nó chết. Thì bắt đầu thì hai cái người mà lính cẩn thận này mới về thư làm cái quan cái sự việc như vậy. Thì đúng tế đi họ thường một cái vị thánh tăng như vậy không ăn mà làm được. Thì để mà nói là tức là một cái vị thánh tăng thì dù họ có ăn cái gì nhưng mà nó cũng biến thành là cái lợi. Còn phàm phu chúng ta, nhất là như là cái người mà con phải tu mà giảng như thế này, thì khi mình nhận đó cái hạt giống nó sẽ chết đi. Cho nên mà cái hạt giống nó chết thì cả hai đều là tổn hại hết. Thì như vậy thì nuốt cái hòn sắt trong một đời này thì ta chạy cái thân một đời thôi. Còn mà cái ngu luôn mà ác giới hay là một cách mà lạm dụng như vậy thì như vậy thì sẽ mắc cái nợ và sẽ đọa địa ngục. Cho nên là tốt hơn là nuốt cái hòn sắt nóng. Còn hơn là ác giới buông luôn là ăn đồ ăn quốc đồ. Đồ quốc đồ tức là đồ ăn của trong đất nước của vua và thực tế là đồ ăn của cái người dân cũng nên. Thì như vậy thì thà mình nuốt cái hòn sắt thì còn hơn là mình ác tâm hay là mình lười biếng như vậy. Chúng ta còn bao nhiêu? 20 phút hả? Bốn nạn chờ Pháp Cú 309. Bốn nạn chờ đợi người, phóng dật theo vận người, mắt họ ngủ không yên, bị trên là thứ ba, đọa địa ngục thứ bốn. Còn Pháp Cú tiếp theo là mắt họ đọa ác thú, bị hoảng sợ ít vui, quốc vương và trọng hình, và chớ theo vận người. Cái điều này thì đối với Phật tử chúng ta thì giữ rất là dễ, đúng không? Là trong cái giới thứ ba là cái giới không có tà dâm. Thì câu Pháp Cú này cũng là với một cái tích truyền là bây giờ có một cái người cháu, một người cháu trai của trưởng giả cấp cô độc. Thì cái chàng thanh niên này thì có cái ngoại hình rất là khả ánh, cho nên là phụ nữ nhìn vô thì cũng dễ là say mê. Cho nên là ông ta dụ người nào cũng được hết. Nếu ông ta muốn người nào thì cái người đó đều hứa ông ta. Hơn nữa thì ông ta cũng là một cái người giàu có, cho nên ông ta cũng ăn chơi cũng trá táng. Và ông ta có cái bệnh đó là hay dụ vợ của người khác. Cho nên hết cái lần này đến lần khác thì các cô độc khuyên cũng không có được, cho nên là cuối cùng là dẫn cái người cháu này đến gặp Đức Phật để Đức Phật khai thị cho cái người cháu hư hỏng này. Thì Đức Phật mới nói hai cái câu Pháp Cú này. Và cái người cháu trai của các cô độc khi mà nghe Đức Phật khai thị như vậy thì ông ta thức tỉnh và ông ta bỏ cái thói xấu đó. Thì cái đây cũng là cái bài học
mà không những là học viên mà trong đất chúng ta, những người online cũng vậy, chúng ta thấy cái đây cũng là cái bài học. Cái bài học mà cái người mà phạm cái giới thứ ba, đàn dân, hay là mình nói cái từ mà dễ hiểu từ mình ngoại tình, tức là người có cái gia đình nhưng mà sống ngoài cái cuộc sống hôn nhân, vợ người khác hay là chồng người khác. Đây là nói vợ thôi, chứ còn đối với người nữ thì nói cả hai, tức là không phải là chồng trong hôn thú thì cũng là phạm cái giới thứ ba và cũng ở trong cái hoàn cảnh của hai câu pháp cú này. Thứ nhất là mắc cái họ. Thế mà mình ngoài cái hôn nhân hôn thú như vậy mà gặp vợ hay là chồng người khác thì chúng ta biết rằng dễ mắc cái họ, phải không? Họ thứ nhất là từ cái gia đình vợ hay chồng người khác, người ta sẽ có những cái hành động, những cái điều không hay đối với mình. Chúng ta coi mà những cái báo chí chúng ta thấy những cái cuộc đánh ghen rồi lộ quần lộ áo giữa đường, thậm chí là cả ác xích hay là đâm chém với nhau, tức là đó là cái họ. Rồi không ngủ yên, tức là cái người mà khi mà sống ngoài luồng thì đâu có yên ổn, mà làm những cái điều sai trái thì cái lương tâm mình luôn cắn rứt, thì đâu có thể mà mình cảm thấy nó an lạc hay bình yên được. Rồi thì bị người ta chê bai là kẻ thứ ba. Rồi thì khi mà chết thì đòi địa ngục, tức là bốn điều. Và có một cái họ tiếp nữa, tức là bị quốc vương phạt trọng hình. Thời xưa thì nhiều cái đất nước mà người ta coi cái việc mà ngoài tình một cái thủ phạm và một cái luật hành sự, người ta đưa ra người ta xử như là Trung Quốc thời xưa thì nó có nhiều cái hình phạt, tức là bắt cái người phụ nữ đó phải nằm ở trên cái xe một con ngựa và đặt cái bằng chân lên, rồi khi một con ngựa nó nhảy vào thì bằng chân nó sẽ ghim vào cái mông ở dưới. Rồi thì đủ cái hình phạt mà người ta đưa vào trong cái hình sự. Và gần đây thì các nước Hồi giáo thì nó rất là cực đoan, rất là tàn nhẫn đối với cái người phạm cái luật này, phạm vào cái kinh pháp này, tức là họ ném đá đến đi chết ở cái nước mà Syria, rồi ở cái nước mà Afghanistan cũng vậy. Cái người phụ nữ mà đó không phải là cái ngoại tình, nhưng mà người ta cũng ghép cho là cái ngoại tình. Một cái cô gái đứng lên 21-22 tuổi, rồi cha của cô ta là bắt trả cho một cái người đàn ông khác. Đôi khi cái người đó là lớn tuổi, đáng cha đáng chú, thì cái cô này từ chối không có chịu, mà cô ta là thương một cái người nó ra đứng với cô ta. Và như vậy thì cô không có nghe lời cha của mình, mà cô vừa cái định kiến của cái xã hội đó, và cô đến cái người mà cô thương. Thì khi mà cô đến cái người cô thương thì hai người cùng có cái tình cảm chân thật với nhau đến như vậy, thì xã hội đem ra nói rằng đó là cho là ngoại tình và cho là một cái sự phạm cái pháp luật, và bác của ta chôn sống nửa thân người và còn nửa thân người là ném đá để đến chết. Và cái chàng trai kia cũng vậy. Sau đó thì người ta đưa cái hình phạt của hai người đó, thì một số người ở trong đất nước thì họ có cái cuộc biểu tình là họ đòi phải xóa bỏ cái luật này quá tàn nhẫn và nó rất là man rợ. Từ đó của chính quyền đó là chính quyền Taliban, chính quyền rất là man rợ. Và người ta nói cái đó là nó phạm vào cái luật cái nhân quyền, cái quyền sống của con người, và yêu cầu phải bỏ, nhưng mà người ta cũng không có bỏ được. Và nhiều cái nước Hồi giáo như vậy, nhiều cái luật người ta rất là dã man. Ví dụ như là mà ăn trộm hay là ăn cắp là người ta chặt tay, còn ngoại tình là người ta ném đá để chết. Cho nên là những cái luật người ta đưa ra rất là dã man.
Bây giờ thì không biết là có thay đổi được không, nhưng mà mới năm 2018-2019 thì có những cái hình phạt có nhiều cô gái bị như vậy. Cho nên là cái thời xưa ở Ấn Độ cũng vậy, một quốc vương phạt tận hình ở Ấn Độ mà hai giai cấp mà có con thương nhau mà cha mẹ không đồng ý thì cũng đem ra cũng xử phạt như vậy. Mới gần đây cũng có một cái cô gái và một cái chàng trai, hai người thương nhau một khác cái giai cấp thì cha mẹ hai bên không đồng ý và đưa ra cả dòng tộc và đưa hai cái người ra cũng dùng những cái hình phạt rất cực hình như vậy. Thì họ cho rằng được cái trong giai cấp của họ thì giai cấp nào kết hôn trong giai cấp đó còn khác thì họ cho rằng cái đó là cũng phụ về cái là giống như là cái hôn phú không có đúng theo cái quan niệm của xã hội, tức là nó cũng phụ về cái ngoại tình, tức là ngoài cái định kiến của xã hội của gia đình, cho nên là rất là cực đoan. Và đối với thì đất nước của chúng ta thì cái ngoại tình cái đó là cái trái đạo đức thôi, cái đó là một cái lỗi, cái trái đạo đức, nhưng mà một số nước thì cái đó họ đưa vào cái luật pháp, cái luật định rất là dã man. Cho nên là cái người mà phạm vào cái điều này thì có bốn cái điều mà chờ đợi đối với cái người như vậy. Mà đối với Phật tử chúng ta thì chỉ cần giữ năm cái giới cấm thì trong đó là chúng ta cũng không có phạm rồi, đúng không? Phật cú 315: như thành ở yên thì trong mọi điều phòng hộ cũng vậy, phòng hộ mình sát na chớ ngu lung, giây phút qua sầu buồn khi rơi vào địa ngục. Như thành ở yên thì trong mọi điều phòng hộ cũng vậy, phòng hộ mình sát na chớ ngu lung, giây phút qua sầu buồn khi rơi vào địa ngục. Như thành ở yên thì thành tức là chỉ cho sáu căn của mỗi người, sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng, ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng, ý là sáu căn, tức là ở đây gọi là thành tức là chỉ cho sáu căn ở biên thùy, tức là cái sáu căn này nó là cái nơi nó tiếp xúc với sáu trần, giống như là từ trong tâm của con người và cái ngoại cảnh bên ngoài thì sáu căn này nó như là một cái biên thùy, là cái nơi tiếp xúc. Thì sáu căn này ở biên thùy và tiếp xúc đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, vật, pháp. Cái đây thì chắc là chúng hiểu hết không? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thì đó là cái sáu cảnh nó tiếp xúc, sáu căn nó tiếp xúc với sáu cảnh, tức là sáu trần, và sinh ra là sáu thức, tức là nhãn thức, nhị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, gọi là 18 giới, là 6 căn, còn cái 6 trần là 12 xứ rồi sinh ra 6 thức, gọi là 18 giới. Tức là khi mắt tiếp xúc với sắc trần thì như là chúng ta nhìn cái bình hoa này thì mắt tiếp xúc với cái hoa là cái sắc trần và biết được đây là cái hoa thì đó là cái nhãn thức. Rồi cái tay là mình nghe, ví dụ như là mình nghe cái tiếng chuông thì đây là cái tay là cái căn, cái tiếng chuông là cái thinh trần và mình biết đây là cái tiếng chuông thì đó là cái nhị thức. Thì khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần như vậy sinh ra là sáu thức. Và các cái trần bên ngoài thì cũng có những cái trần cảnh tốt và cũng có những cái trần cảnh xấu. Người tu tập của chúng ta thì nên luôn giữ cái sáu căn, và những cái trần cảnh tốt thì chúng ta nên tiếp thu vào, và những cái trần cảnh xấu thì chúng ta nên ngăn chặn và nên chặn từ bên ngoài, giống như là cái người mà giữ cái biên cương ở bên thành bên ngoài thì như vậy thì không xâm nhập vào trong cái tâm thức của chúng ta.
Chúng ta biết là con người chúng ta nó gồm có 8 thức. 8 thức tức là 6 cái thức, 5 cái thức trước gọi là tiền ngũ thức, và cái thức thứ 6, và cái thức thứ 6 gọi là cái thức này là phân biệt, và thức thứ 7 gọi là mạt na thức, và cái thức thứ 8 là a di đà cho thức. Thì năm cái thức trước này đang góp vào cái thức thứ 6, thì nó luôn luôn là nó nhận những cái trạng thái bên ngoài và bên trong. Nếu mà người không tu tập thì tức là tốt cũng nhận vào, xấu cũng nhận vào, và nhận vào thì chứa ra cái kho đó, chứa ra cái kho là ai là cái thức, ai là cái thức còn gọi là tà thức, tức là cái thức nó chứa đựng, nó tích trữ trong đó. Và đã tích được trong đó mà cái thứ nào mà nặng thì con người chúng ta nó ảnh hưởng vào cái thứ đó nhiều. Như là nếu mà hàng ngày chúng ta thu thập những cái điều tốt chứa vào trong cái kho đó thì nó biến con người chúng ta, khi mà nó chứa vào cái kho đó thì nó là thuộc của ta. Thuộc của ta thì nếu mà tốt thì chúng ta trở thành con người tốt. Còn nếu mà nó chứa giống những cái thứ xấu, nó thuộc của mình thì con người mình nó nặng về cái xấu đó. Giống như là bây giờ như là trong cái kho mà chứa đậu đen nhiều, thì khi mà nó đủ duyên, đủ nước, rồi ánh sáng, đủ cái điều kiện thì đậu đen nó sẽ nảy mầm. Còn nếu mà chứa đậu xanh nhiều thì đậu xanh nảy mầm, thì tất cả cái sáu căn này thì nó thu thập vào thì nó chứa nhóm trong đó. Và chứa nhóm trong này thì cái đó là nó biến thành của mình. Cho nên là sáu cái căn này thì nó giống như là cái cửa mà thu nhận những cái huân tập, những cái bên ngoài vào. Cho đó mà chúng ta phải luôn phải đề phòng, phải giữ. Không phải là chúng ta luôn đóng chặt, đóng kín sáu cái căn. Hàng ngày lịch sử sau này chúng ta đóng được mắt, chúng ta luôn tiếp xúc, rồi tai, miệng, thân, ý cũng vậy. Nhưng mà chúng ta chắc lọc cái nào tốt thì chúng ta huân tập. Mà cái nào xấu thì chúng ta nên là loại trừ, mà phòng hộ ở đây tức là chúng ta tốt nhất là chúng ta nên tránh những cái duyên, như là chúng ta chưa làm chủ được mình. Đức Phật dạy là ngay cả người xuất gia mà khi chưa được A La Hán cũng không nên tin vào chính mình, cũng như là chúng ta chưa đạt một cái quả gì thì chúng ta nên tránh những cái nơi mà những cái ngoại cảnh có những cái âm thanh không tốt, những cái sắc trần không tốt, những cái ảnh hưởng về người cũng vậy và về cảnh cũng vậy, thì chúng ta nên tránh. Và đến mà tiếp xúc thì chúng ta biết cái pháp đó là nó thiện hay là bất thiện, nó có lợi ích hay là nó có cái sự nguy hại, thì chúng ta tiếp nhận hoặc là chúng ta nên hạn chế. Thì từ đầu bên ngoài thì để chúng ta không có bị ảnh hưởng về bên trong, thì như vậy thì chúng ta không có bị nó vào bên trong và quấy rầy và gây nên cái sầu muộn. Và cái sầu muộn này cũng là chính là cái địa ngục ở trong tâm của chúng ta. Cái tâm chúng ta địa ngục là cái hiện tại, và nếu cái tâm chúng ta địa ngục hiện tại thì cái tương lai chúng ta hướng đến cái địa ngục, thì nó đó là một cái có cái sự và nó cái sự như là nó giao cảm với nhau một cách tự nhiên như vậy. Đến chúng ta cái tâm an lạc thì chúng ta sẽ hướng về thế giới niết bàn hay là cực lạc hay gọi là thiên đàng. Còn cái tâm chúng ta ở trong là địa ngục rồi thì chúng ta sẽ chết, sẽ hướng về địa ngục. Như vậy thì nó tóm lại là cái phẩm địa ngục này là Đức Phật dạy chúng ta luôn phải giữ ba nghiệp thân, niệm và ý cho thanh tịnh, luôn giữ cái căn bản là năm giới, thì chúng ta sống cứ an lạc, an nhiên tự tại. Không phải là nói về cái phẩm địa ngục để mà dọa chúng ta, là chúng ta luôn bất an sờ sờ, mà chúng ta biết để mà tránh. Chỉ cần chúng ta giữ năm thế giới thì chúng ta không có phạm cái pháp luật của nhà nước và không có phạm vào cái địa ngục, cái tòa án lương tâm của mình.
Và như vậy thì đối với cái địa ngục, ngược lại địa ngục đó là cái niết bàn, là cực lạc, thiên đàng, tức là chúng ta tránh được địa ngục, tức là chúng ta có cái niềm vui của niết bàn. Thì đó là cái ý nghĩa của phòng địa ngục mà chúng ta nên lưu ý. Bây giờ chúng ta hồi tưởng. Nguyện đem công đức đầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.